chào mừng các bạn đã quay trở lại với Weebu Time. Đây sẽ là nơi tổng hợp các tin tức mới và thú vị nhất trong tuần vừa qua xoay quanh thế giới 2D trong và ngoài nước, và cũng là nơi chia sẻ về các bộ anime hay manga mà chúng mình tâm đắc nhất. Không dài dòng nữa, hãy cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức nào. Anime Hibike Euphonium vừa đăng tải một trailer xác nhận rằng gái thổi kèn sẽ có một tập OVA và sẽ kéo dài hơn 24 phút nhằm thỏa mãn cho các fan đang ngóng chờ mùa thứ hai. Nội dung của phim sẽ xoay quanh nhân vật chính là Kumiko, giờ đã là nhạc trưởng của ban kèn hơi tại trường học, chuyên đi xử lý những rắc rối của câu lạc bộ. Hibike Euphonium là một trong những bộ anime drama học đường hoàn hảo của KyoAni, từ nội dung cho tới hoạt họa và âm nhạc, miễn là các bạn không thấy nó buồn ngủ. Solo Leveling là một cái tên đã không còn quá xa lạ với mọi người rồi nhỉ? Mới đây, Redeye Studio đã đăng tải một trailer ngắn hé lộ về phần ngoại truyện tiếp theo của Solo Leveling. Theo những gì đã được công bố, tác phẩm lần này sẽ có tên là Solo Leveling Ragnarok. Hiện tại thì nội dung của phim vẫn còn là một bí ẩn, nhưng dựa vào dòng chữ, đã đến lúc phá vỡ phong ấn của Suho. Các fan cho rằng phần truyện này sẽ kể về cậu con trai của nhân vật chính, và cái tên Ragnarok cũng khiến cho dân tình rất hào hứng, bởi rất có thể phần ngoại truyện lần này sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa. Các bạn nghĩ như thế nào? Hãy comment ở bên dưới để bọn mình cùng thảo luận nhé! Trên website chính thức của một bộ anime có cái tên dài vãi chưởng mà bọn mình sẽ để ở góc dưới màn hình. Thật sự đấy, mấy ông tác giả nên thôi ngay cái kiểu đặt tên thế này đi. Quay lại chủ đề chính, bộ anime này đã tung ra trailer đầu tiên cho dự án và đồng thời cũng xác nhận rằng anime sẽ được lên sóng vào mùa thu của năm nay. Nội dung của bộ này thì sẽ xoay quanh một thằng men vô công rồi nghề, vô tình cứu được một cô gái đang trốn khỏi quê hương vì bị buộc tội oan. Thế rồi, thanh niên quyết định giúp đỡ cô nàng bằng cách đưa về nhà chăm sóc theo một cách chẳng giống ai cả. Sau một khoảng thời gian dài mà cũng chẳng ngắn, thì mới đây, bộ anime Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Khiên đã chính thức thông báo sẽ trở lại với mùa thứ 3 và bộ phim sẽ được phát sóng vào tháng 10 sắp tới tại Nhật Bản. Tiếp nối với Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Khiên thì Tokyo Revenger sắp tới cũng sẽ có mùa thứ 3 với tựa là Tenji Kuhen, mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức về thời gian lên sóng, nhưng mình nghĩ là nó sẽ được ra mắt sớm thôi, nên là anh em hãy cùng chờ đợi những tin tức mới về bộ này nhé. Trên website chính thức của Dead Alive cũng đã tung ra trailer mới cho mùa thứ 5 của dự án. Được biết, dàn diễn viên lồng tiếng và đội ngũ sản xuất của mùa thứ 4 sẽ quay trở lại trong phần tiếp theo này. Tuy nhiên, hiện tại bộ phim vẫn chưa có thông báo về thời gian ra mắt cụ thể. Nối tiếp một loạt anime sẽ ra mắt mùa tiếp theo, đó là Spy Classroom. Mùa thứ 2 cho anime đã được phía nhà sản xuất xác nhận và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 tới. Được công bố vào ngày cá tháng 4, ai cũng nghĩ đó là một trò đùa, nhưng thực tế, phía nhà sản xuất đã phải đăng đàn đính chính lại rằng anime Nhà Có Năm Nàng Dâu sẽ có thêm một dự án nữa. Không rõ sẽ là một movie, OVA hay cả một mùa, nhưng nội dung lần này sẽ chuyển thể lại các câu chuyện mà anime trước đó chưa từng đề cập. Anime Azuland Queen Order sẽ bị rời lịch công chiếu cho đến ngày 27 tháng 7 tại Nhật Bản. Việc ra mắt ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 10 tháng 5. Trong khi đó, công ty YoStar đã giải thích rằng sự chậm trễ này là do có một số lỗi trong quá trình hoạt họa. Lại một chương truyện gây tranh cãi nữa đến từ Chainsaw Man, đó chính là chap 124 của bộ truyện. Khi đọc chap này, một vài khán giả đã nhận ra rằng các chi tiết được lấy cảm hứng từ một tựa phim là A Clockwork Orange. Trong phim, ta có thể thấy một cảnh mà nhân vật chính Alex bị xử lý bằng kỹ thuật Ludovico. Anh ta đã phải đeo một thiết bị có kìm để ngăn cho mắt nhắm lại, để buộc phải xem những cảnh bạo lực. Món súp mà quỷ rơi phục vụ cũng có tình trạng tương tự. Người này bị ép phải mở mắt, miệng thì bị khâu lại, và tay chân thì bị bẻ một cách kỳ dị. Đây chắc chắn là một chi tiết được tác giả Fujimoto Tatsuki lấy cảm hứng từ A Clockwork Orange. Mà với một người mê phim ảnh như Fujimoto thì đây tất nhiên không phải là một chi tiết duy nhất. Trong rất nhiều chương truyện trước đó, Fujimoto cũng đã học hỏi từ những tựa phim mà mình yêu thích và tạo ra những khung hình ấn tượng. Được công bố từ tận 6 năm trước, một bộ anime đã gây sốc đến tận bây giờ vì vẫn chưa ra mắt với công chúng. Tệ hơn nữa, bộ phim cũng không hề công bố thêm bất kỳ thông tin nào khác trong nhiều năm và tên của bộ anime đấy chính là Biblia Kosodo no Jikentecho. Được biết, vào tháng 2 năm 2017, Kadokawa đã thông báo rằng tiểu thuyết Biblia Kosodo no Jikentecho sẽ được chuyển thể thành hai tác phẩm phim. Một phim sẽ là chuyển thể live action, phim còn lại sẽ là một anime movie. Tuy nhiên, có vẻ kế hoạch đã được thay đổi và bên sản xuất đã công bố hai tựa phim mới. Vào năm 2018, bản chuyển thể live action chính thức ra rạp. Mặc dù phim không được đánh giá quá cao, nhưng ít nhất thì phim vẫn được thực hiện và ra mắt khán giả. Trong khi đó, anime movie thì gần như không có thêm bất kỳ thông tin nào, mặc dù dự án được công bố cùng thời điểm với live action. Và cũng đã 6 năm trôi qua rồi, anime movie về tiệm sách cũ Biblia vẫn chưa thấy đâu. Với cái đà này, ta có thể đoán rằng do thấy tiềm năng kiếm tiền không lớn nên các nhà sản xuất đã cho hủy luôn dự án trong âm thầm.
Junji Ito là một tác giả truyện tranh người Nhật. Ông nổi tiếng với những bộ manga kinh dị và đầy ám ảnh. Mới đây, một bộ manga kinh dị của ông là Bloodsucking Darkness đã chính thức được bên phía Fangoria Studio chuyển thể thành live action. Hiện tại, studio này đã hợp tác với một nhà văn nổi tiếng là ông Jeff Howard để thực hiện cho bộ phim. Cho những ai chưa biết, Jeff Howard là cái tên đạo diễn đã tạo nên một loạt các tác phẩm kinh dị được đánh giá rất cao như The Haunting of the Hill House, Oculus, Before I Wake hay Doctor Sleep. Có thể nói rằng, ông là một người khá uy tín trong việc sản xuất phim kinh dị, vậy nên anh em có thể kỳ vọng vào bộ phim này trong tương lai. Ada là một nhân vật trong manga Boruto. Cô là một người nhân tạo sở hữu năng lực quyến rũ những người xung quanh mình. Ngoài ra, cô nàng còn có đôi mắt Sharingan với nhiều sức mạnh bá đạo. Trong Boruto, Ada có vai trò khá quan trọng. Cô và đôi mắt Sharingan đã hoán đổi thân phận của Kawaki và Boruto, tạo nên bước ngoặt lớn trong nội dung của manga. Ngay từ khi ra mắt, nhân vật Ada đã được đón nhận rất nhiều sự quan tâm do tạo hình rất thu hút. Và mới đây, các fan của Boruto đã bất ngờ phát hiện ra rằng nhân vật này được lấy nguyên mẫu từ Lisa, một thành viên của nhóm Blackpink. Để chứng minh cho giả thuyết này, các fan Boruto đã so sánh các hình ảnh giữa Lisa và Ada. Trên màn hình chính là những hình ảnh mà họ đã tổng hợp được sau một khoảng thời gian. Còn anh em thấy những bức ảnh này như thế nào? Hãy comment cho bọn mình được biết nhé! Takahashi Rumiko, tác giả truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản và cô cũng chính là tác giả của Ranma một nửa, Inuyasha và nhiều tác phẩm khác. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2023, cô đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương hiệp sĩ cho những đóng góp của mình. Được biết, huân chương này là một sự vinh danh cho những người có công lớn trong việc sáng tạo văn học, nghệ thuật. Đồng thời, người nhận cũng được xem là đã được phong tước hiệp sĩ, một danh hiệu vô cùng cao quý. Anime mùa tới đây đang được đón nhận hết sức nồng nhiệt từ các fan, thậm chí ngay cả bom tấn thanh gươm diệt quỷ cũng không phải là bộ được đón chờ nhất, khi mà có rất nhiều cái tên mới nổi bật như là Jigokuraku hay còn được biết đến với cái tên là Địa ngục miền cực lạc, với cốt truyện hấp dẫn gồm dàn nhân vật bá đạo phải sinh tồn trong một hòn đảo kinh dị. Anime được chuyển thể bởi MAPPA, vậy nên anime này sẽ đáp ứng được những kỳ vọng của các fan shonen. Mặt khác, cũng có một cái tên trong làng seinen cực kỳ đáng chú ý là Heavenly Delusion, với tập đầu tiên vượt trội về mặt hoạt họa. Nội dung của bộ này khiến mình có cảm giác như là The Last of Us xen lẫn với Miền đất hứa, nhưng với hàng tỷ plot twist chồng chéo lẫn nhau diễn ra trong mạch truyện, khiến cho trải nghiệm của Heavenly Delusion có thể ví như là một chiếc xe tải lao trên đường ray siêu tốc. Mọi người hãy cẩn thận kẻo bị spoil bởi các thành phần đã đọc manga nhé. Cùng với đó, phần movie của Kaguya với các diễn biến cao trào nhất từ trước đến giờ cũng được ra mắt vào tuần trước. Tuy nhiên, cái tên dẫn đầu danh sách mong chờ nhất của mùa này lại chính là Oshinoko, đến từ manga cùng tác giả. Thế nhưng, dù cho tất cả những bộ anime kể trên có cốt truyện hấp dẫn, hoạt họa xuất sắc thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn anime của mùa, thậm chí là anime của năm, chắc chắn cũng sẽ thuộc về Isekai Smartphone. Kể từ sau khi ra mắt phần 1 cách đây 5 năm, siêu phẩm này cho tới nay đã luôn là đại sứ thương hiệu chính thức của thể loại Isekai bão hòa và luôn nhận được gạch đá từ cộng đồng. Nhắc tới Isekai thì vừa qua, Nakamura Usagi, một tác giả light novel nổi tiếng của những thập niên 90 của Nhật Bản, gần đây đã gây xôn xao dư luận khi trả lời phỏng vấn cho một tờ báo. Trong cuộc phỏng vấn, cô đã bức xúc với tình trạng hiện tại của light novel Isekai. Usagi đã chỉ trích phần đông thị trường giải trí hiện nay đều một màu, với một kiểu plot xoay quanh nhân vật chính được búp bẩn và nhận về dàn harem. Nữ tác giả còn nhận xét thêm, tôi không còn là tác giả nữa, và xin nói với tư cách của một otaku, nhưng sự ra đời của thể loại web novel tự huyễn, self-insert, đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp light novel, bằng chứng là sự gia tăng chóng mặt của các câu chuyện thuộc thể loại tái sinh. Usagi cũng tự hỏi tại sao hàng tá câu chuyện y xì nhau như vậy vẫn được coi là chuyện nguyên tác. Tác giả novel Isekai liệu có cảm thấy xấu hổ khi viết những câu chuyện dập khuôn đến như vậy không? Cô chia sẻ khi còn sáng tác, cô đã cố gắng viết những nội dung cùng với những hướng đi khác nhau, thế nhưng bây giờ không còn mấy ai làm được vậy nữa. Khi từng được chọn làm giám khảo cho một cuộc thi novel seinen cho nam giới, cô đã phải đọc rất nhiều bài dự thi giống nhau đến mức như thể là tất cả đều được viết bởi cùng một người vậy. Có lẽ bây giờ các tác giả đã quá tập trung vào những gì người khác đang làm đến nỗi mà họ không thể viết ra bất cứ thứ gì được gọi là mới mẻ nữa. Công ty Kadokawa vừa qua đã thông báo rằng chuỗi nhà nghỉ có tên là EG Anime ở tỉnh Saitama sẽ ngừng hoạt động kinh doanh vào cuối tháng 5 của năm nay. Công ty tuyên bố rằng dự án này của họ đã thua lỗ khi không thể thu hút được bất cứ khách hàng nào cả. Tuy nhiên, chả có mấy fan anime nào ở Nhật Bản lại tỏ ra bất ngờ trước quyết định này, khi mà hình thức kinh doanh này ngay từ đầu đã là khá ngớ ngẩn và lạm dụng anime hóa dịch vụ. Chuỗi khách sạn của Kadokawa mở cửa vào tháng 10 năm 2020 với triết lý ở tại nơi bạn yêu thích anime và cung cấp các dịch vụ nhà nghỉ đi kèm với các chủ đề liên quan tới anime và manga, trò chơi điện tử nổi tiếng. Tuy nhiên, nó vẫn cực kỳ ngớ ngẩn khi mà loại hình dịch vụ cho các otaku tại Nhật Bản đã quá bão hòa, và nếu có ai đi tìm nhà nghỉ mà không dùng để nghỉ thì chắc chắn sẽ không chọn thể loại otaku.
Chưa kể đến, giá cho một đêm và hai bữa ăn của nhà nghỉ này rơi vào khoảng $150 cho một người, trong khi ở Nhật với $100, bạn có thể thừa sức tìm được nhà nghỉ xịn hơn vậy. 10 năm là một con số đáng kể cho sự tồn tại của một franchise anime. Nếu sau 10 năm, anime vẫn tiếp tục sản xuất mùa mới thì chứng tỏ nó vẫn được sự ủng hộ mãnh liệt từ các fan. Điển hình như là Attack on Titan, dù cho manga đã kết thúc, rất nhiều người vẫn đang ngóng chờ những phần cuối của nó liên quan đến phiên bản anime. Tính đến nay, series này đã được tròn 10 năm tuổi kể từ khi ra mắt vào năm 2013 và đã trở thành quả bom lớn từ đó cho tới nay. Trong 10 năm, Attack on Titan đã thực hiện bởi hai ông lớn của Nhật Bản, đó chính là MAPPA và Wiz Studio. Đây cũng thành chủ đề tranh cãi trong fandom rằng studio nào chuyển thể tốt hơn. Ngược lại, hành trình sinh tồn của Dead Alive sau 10 năm lại hoàn toàn không suôn sẻ một chút nào. Ra mắt cùng thời điểm với Attack on Titan và phần đầu tiên được đón nhận nồng nhiệt không kém, song đã có tận 4 studio khác nhau chuyển thể franchise này, khiến cho fan phải chứng kiến 4 kiểu hoạt họa khác nhau cho cùng một dàn harem với chất lượng cực kỳ không đồng đều. May mắn thay, theo một số nguồn thông tin, Studio Geek Story sẽ đảm nhận chuyển thể series Dead Alive cho tới khi nó kết thúc và các fan của bộ harem này có thể cười vào mặt No Game No Life. Vừa qua, đã có một video rất viral đến từ Uma Musume với một phân cảnh của Như bạn có thể thấy, rap lại bài Bowling của Roddy Ricch bằng chính giọng của Seiyu được mix bằng công nghệ AI. Ngay sau đó, đã có rất nhiều fan đùa rằng đây mới chính là bản gốc. Để kết thúc chuyên mục, hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm live action Attack on Titan của Masashi Imagawa. Trong đó, anh ấy đã tạo lại một phân cảnh ở định dạng người thật đóng, kỹ xảo được tạo ra trông rất xịn sò và mượt mà. Tác giả cũng chia sẻ thêm, để làm được đoạn clip này, anh và bạn của mình đã tốn hơn 2 năm để thực hiện. Anh cũng mong rằng những franchise lớn như Attack on Titan có thể đầu tư hơn vào các khâu CGI khi thực hiện các bản chuyển thể live action. Sẽ rất khó để tìm đâu ra một bộ anime có animation xuất sắc của mùa này khi mà có rất nhiều đối thủ cạnh tranh như là Kimetsu no Yaiba, Jigokuraku, Heavenly Delusion. Tuy nhiên, đối với bọn mình ngay từ bây giờ, khi anime mùa này mới chỉ được ra mắt có vài tập, thì bộ có hoạt họa tuyệt vời nhất chắc chắn thuộc về The Idol Master Cinderella Girl U149, được đạo diễn bởi Okamoto Manabu, một tài năng nổi tiếng nhờ thực hiện chuyển thể cho Thất Nghiệp Chuyển Sinh. Anime Isekai bị nhiều người ghét do thằng men ấm dâu, nay vị đạo diễn này bắt tay thực hiện luôn một bộ anime idol cho lũ ấm dâu. Anime dựa trên tựa game Idol Master Cinderella Girl thuộc franchise Idol Master, kể về một nhóm loli bắt đầu sự nghiệp idol của mình. Khác với các bạn cùng trang lứa, các bé sẽ phải cân bằng cuộc sống của mình giữa một bên là công việc idol và một bên là công việc của học sinh tiểu học. Đồng thời các em cũng gặp nhiều trở ngại, bị áp lực bởi công việc cơm áo gạo tiền, áp lực bởi tài năng và nỗ lực, bởi sự khác biệt đến từ chính cá tính của mình. Idol Master U149 là một hành trình trưởng thành trong sự vô tư, hồn nhiên, được chứng kiến bởi hàng tỷ thằng ấm dâu trên toàn thế giới. Chính vì thế, các fan của bộ anime này, xin hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn để... Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì đừng tiếc một like, share và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số chuyển động lần sau.